Anh là một thầy để được tin không để chính thức ở tiếp chào thượng tọa đẳng công minh hạnh độ tận để được nguyên thông thượng chào tất cả những người và lý thuyết kính mời quý thầy thưa quý vị. Trong giáo Đức Phật có pháp học, có hạnh, có thành, học là nghiên cứu học hỏi toàn bộ tâm tạng kinh điển, lời dạy của Đức Phật. Còn pháp hành là cái sự thực hành thiền định, thực hành giới luật, thực hành theo những gì mà Đức Phật chỉ dạy, đây là con đường để đưa đến thắng trì chứng ngộ. Thì trong cái quan hành đó nó có lời thì chỉ samatha bhavana và thiền quán vipassana bhavana. Nói đến thiền thì chỉ thì phổ thông là 10 điều một biến xứ, đó là những cái địa ngục mà thuộc về Nibbata và Nhất Thiết, nó thuộc về địa ngục chế định để hành giả tầm trời như là một cái thiền án. Mà tâm đã được định tĩnh, nhất tâm thì khống chế được những trực cảm và các chi thiền khởi lên, vì để chứng được Appanna Samadhi là an chỉ định. Như vậy gọi là đắc thiền. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về gọi là xứ. Ở trong buổi xứ này thì Thanh Tịnh Đạo có giải thích rõ ràng chi tiết về cách tu hành, cách thức để mà thực hành thiền định với địa ngục đó như thế nào. Thì thường ta giáo đẳng dẫn chứng lấy cái bài Nam mô Bố Tha. Dạ, thưa thượng tọa, Tuệ Siêu đã bị rớt mic rồi, con kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu cầm mic trở lại. Nam mô Bố Tha. Dạ.
Nam mô Bố Tha Giá. Thưa thượng tọa Tuệ Siêu, bị trở ngại gì chắc là cái đường truyền không có rớt ra ngoài khỏi rung luôn. Con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng cầm mic điện khuyết dùm cho thượng tọa Tuệ Siêu. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, thượng tọa Tuệ Siêu. Con kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu cầm mic trở lại. Mai mốt khi nào mà tới cái đề của một vị như cái ngày hôm nay của thượng tọa Lễ Đẳng, khi mà chúng tôi dẫn nhập mà chúng tôi bị trục trặc thì quý vị MC cứ đọc bài, rồi sau đó cùng tỉnh giảng sư. Chỉ trừ khi là những vị khác giảng, thì hãy chúng tôi dẫn nhập mà chúng tôi bị trục trặc thì mới thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập. Còn như bây giờ thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập cũng như không, bởi vì chút xíu nữa thượng tọa giác đẳng sẽ nhập. Và quý vị nhớ giùm cho tôi đó. Thưa quý vị, khi nãy chúng tôi có nói bị gián đoạn là chúng tôi nói 10 cái biến xứ là 11 lớn ở trong 40 địa mục, thì chỉ Samatha Pavana và 30 địa mục kia đó, thì ngoại trừ ra 41 vô sắc là 41 các thiền vô sắc đó, thì trước thời Đức Phật cũng có. Và 11 bí xứ thì trước thời Đức Phật khi Đức Thế Tôn ngài chưa xuất hiện thì vẫn có 11 bí xứ, vì nó là cái địa mục thiền chỉ phổ thông. Ở đây hôm nay chúng ta sẽ được nghe thượng tọa giác đẳng giảng giải về mười điều một bí sự này. Và trong cái bài trích dẫn, thượng tọa giác đẳng đã trích dẫn trong cái quyển Thanh Tịnh Đạo Toản Yếu của Hòa thượng Phước Sơn, cũng giảng lược ở trong cái bộ Thanh Tịnh Đạo. Bây giờ chúng ta hãy nghe ở bài chánh kinh cùng với cái đoạn giảng lược về 10 điều một lý xứ. Sau đó xin cung thỉnh thượng tọa giác đẳng giảng dạy cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy Giá. Chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Kinh Phúng Tụng Sanghiti Sutta, Pháp mười chi 10.2. Mười biến xứ của thiền định này các hiện giả, có mười pháp có mười pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là mười? Mười biến xứ, một vị nào biết được địa biến xứ trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Một vị được biết thủy biến, một vị biết được hỏa biến, một vị biết được phong biến, một vị biết được thanh biến, một vị biết được hoàng biến, một vị biết được xích
biến, một vị biết được bạch biến, một vị biết được hư không biến, một vị biết được thức biến. Quý vị đợi chút nha, một vị biết được thủy biến. Một vị biết được thủy biến, một vị biết được hỏa biến, một vị biết được phong biến, một vị biết được thanh biến, một vị biết được hoàng biến, một vị biết được xích biến, một vị biết được bạch biến, một vị biết được hư không biến, một vị biết được thức biến, trên dưới ngang bất nhị vô lượng. Giải thích sau đây trích từ bộ kinh Bộ Thanh Tịnh Đạo của ngài Buddha Hosa, bản lược dịch của hòa thượng Thích Phước Sơn. Bất biến xứ, khi một tỳ kheo đã tìm được một tương đối thuận lợi thì cần phải chọn một đề mục thích hợp để thiền quán. Đề mục biến xứ phổ biến nhất mà các tỳ kheo thường dùng là đề mục đất. Cách làm biến xứ đất này có thể gắn cố định tại một chỗ hoặc dùng để mang theo bên mình đều được. Biến xứ cố định thì nên nắn một cục đất có hình dáng một đóa hoa sen, đường kính khoảng một gang tay, đặt tại một chỗ thuận tiện khi ngồi thiền, tránh các màu xanh, vàng, đỏ hoặc trắng. Trước lúc ngồi phải loại trừ các chướng ngại từ nơi thân mình như tóc và móng tay, thân thể phải tắm rửa sạch sẽ, vá lại áo rách nhuộm lại, vân vân. Thế rồi đặt hết tâm tư vào đối tượng ấy, nghĩ rằng chắc chắn bằng cách này ta sẽ thoát khỏi già chết, và suy nghĩ dục đem lại vui. Dục đem lại vui ít mà khổ nhiều, não nhiều, khởi lên sự khao khát thoát ly dục vọng, khao khát từ bỏ mọi sự ô nhiễm của tâm hồn, khởi lên niềm hân hoan tưởng nhớ những đức tính đặc biệt của Phật Pháp Tăng, khởi lên niềm kính phục với ý nghĩ rằng đây là con đường từ bỏ mà tất cả chư Phật độc giác và thánh chúng đã dấn thân, khởi lên niềm hăng hái với ý nghĩ bằng cách này chắc chắn ta sẽ được vị ngọt của hạnh độc cư. Sau đó vị này nên mở hai con mắt một cách vừa phải quán tưởng và tiếp tục khai triển, nhưng mắt không rời đối tượng như thể đang nhìn gương mặt mình trên một tấm gương soi. Hành giả tiếp tục tu tập quán biến xứ ấy cho đến khi thâm nhập vào nơi tâm. Bây giờ dù mở mắt hay nhắm mắt, hành giả vẫn thấy tướng ấy rõ ràng. Đó tức là sơ, tức là sơ tưởng đã phát sanh. Thế rồi tiếp tục quán chiếu, dần dần những truyền cái được dập tắt, cẩu hối lắng xuống, tâm trở nên tập trung với định cận hành và tợ tướng xuất hiện. Sự khác nhau giữa sơ tướng và tợ trướng như sau. Trong sơ tướng bất cứ lỗi nào của biến xứ đều hiện rõ, nhưng tợ tướng xuất hiện như thể tách rời khỏi sơ tướng và trong sạch gấp trăm ngàn lần. Tâm hành giả bây giờ trở nên an tịnh, mà thông thường luận chủ gọi là phát sinh hai thứ định, đó là định cận hành và định an chỉ. Định cận hành là do từ bỏ những triền cái, và định an chỉ là do sự xuất hiện những thiền chi. Hai loại định này khác nhau chủ yếu là khi định cận hành thì các thiền chi tầm tứ hỷ lạc nhất tâm
còn yếu kém, nhưng đến khi định an chỉ thì các thiền trở nên mạnh mẽ, và do thế khi định này phát sinh là lúc hữu phần dừng lại, tâm tiếp tục với một dòng tốc hành tâm suốt cả ngày đêm. Biến xứ nước, người tu tập biến xứ này cũng như trong trường hợp biến xứ đốt, cần có thế ngồi thoải mái và nắm lấy tướng nước. Nếu người tu tập ở đời trước thì khi cần tác ý đến nước, biến xứ nước sẽ hiện ra. Nếu đời trước chưa tu tập biến xứ này thì cần lấy một cái bát đổ đầy nước làm căn cứ để tác ý đến nước và miệng thầm nhủ nước, nước, cho đến khi nào sơ tướng và tợ tướng khởi lên rõ rệt. Khi tướng ấy xuất hiện thì hành giả đạt đến định cận hành và định an chỉ thuộc tứ thiền hay ngũ thiền như trên đã nói. Biến xứ lửa, người muốn tu tập biến xứ lửa cần nắm lấy tướng lửa. Nếu hành giả đời trước đã tu tập thì có thể tác ý được bất cứ loại lửa nào khi cần. Nếu đời trước chưa tu tập thì phải dùng một que củi đốt lên rồi chú tâm đến ngọn lửa, miệng thầm nhủ lửa, lửa, cho đến khi nào hai loại định xuất hiện như trường hợp biến xứ nước. Biến xứ gió, nếu biến xứ gió, người muốn tu tập biến xứ này cần phải nắm lấy tư tưởng không, rồi an trú niệm vào gió, thầm nhủ gió, gió, cho đến khi nào sơ tướng rồi tợ tướng xuất hiện. Biến xứ xanh, người tu tập biến xứ này cần phải nắm lấy tướng màu xanh. Nếu người đã từng tu tập từ đời trước thì có thể tác ý về màu xanh ở bất cứ vật, ở bất cứ vật gì. Nếu người chưa từng tu tập thì phải dùng hoa sen xanh đặt trên một vật cố định rồi chú tâm trên tướng ấy, nhủ thầm xanh xanh. Còn quý vị đợi chú nha. Nếu người đã từng tu tập từ đời trước thì có thể tác ý về màu xanh ở bất cứ vật gì. Nếu người chưa từng tu tập thì phải dùng hoa sen xanh đặt trên một vật cố định rồi chú tâm trên tướng ấy, thầm nhủ xanh xanh. Còn các phần, các việc khác như đã nói trong phần biến xứ đất, biến xứ vàng, biến xứ đỏ, biến xứ màu trắng, biến xứ ánh sáng, biến xứ hư không. Người muốn tu tập các biến xứ này cũng theo cách tương tự như đã trình bày ở ở các biến xứ trên. Đức Đạo Sư đã dạy về 10 biến xứ, mỗi thứ đều có thể nhân cho 4 thiền hay 5 thiền, đó là chìa khóa chủ yếu của cõi sắc giới. Trong những biến xứ này, biến xứ đất là căn bản cho những thần thông như một thân biến thành nhiều thân. Biến xứ nước là căn bản cho những thần thông như độn thổ chui ra khỏi đất. Biến xứ lửa là căn bản cho những năng lực làm ra khói, ra lửa, nhưng chỉ đốt cháy những gì mình muốn đốt. Biến xứ gió là căn bản cho những thần thông như tạo ra những trận cuồng phong. Biến xứ xanh là căn bản cho những thần thông như tạo ra những hình tướng màu đen, bóng tối. Biến xứ vàng là căn bản cho những thần thông như tạo ra những hình tướng màu vàng.
Biến sứ đỏ là căn bản cho những thần thông như tạo ra những hình tướng màu đỏ. Ngoài ra, các biến sứ còn lại cũng có những tác dụng tương tự như các loại trên. Tuy vậy, không ai cũng có thể tu tập được các loại biến sứ này, bởi vì nếu một hữu tình thuộc loại sau đây thì không thể tu tập bất cứ biến sứ nào. Bị nghiệp làm chướng ngại, bị phiền não làm chướng ngại, bị nghiệp dị dục, quả báo của nghiệp làm chướng ngại, thiếu đức tin, thiếu dục, thiếu tuệ, những kẻ này không thể nhập được quyết định tánh trong các thiện pháp. Nghiệp chướng là chỉ những người có ác nghiệp kéo theo quả báo, tức là vào lúc tái sinh. Phiền não chướng cho hạng người có tà kiến bác bỏ nhân quả, nghiệp dị thục hay báo chướng chỉ cho hạng người có một kiết sinh không thiện căn. Thiếu đức tin là không tin tam bảo, thiếu dục là thiếu lòng ham muốn đối với đạo lộ vô ngại, thiếu tội là thiếu chánh kiến thế gian và xuất thế gian. Tánh quyết định chỉ cho thánh giáo. Thưa bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Cha. Nam mô Bụt Tha Cha. Kính đại lễ thượng tọa tiểu sư, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về 10 biến sứ. Chữ biến sứ là chữ dịch chữ Hán từ là Hán dịch từ chữ Kasina mà ra. Và ở đây chúng ta nên có một ý niệm tổng quát. Thí dụ như trong vật lý, khi mà chúng ta nói về những cái chất và dẫn điện, thứ thì không phải là cái nào nó cũng dẫn điện hết. Lấy ví dụ như là có những cái vật liệu mà nó cắt điện, nó không dẫn điện. Có những cái thứ mà nó dẫn điện bình thường, như chúng ta nói là điện đồng chẳng hạn, thì dẫn điện được. Mà có những thứ mà người ta gọi là siêu dẫn, tức là superconductor. Ngày hôm nay thì thứ gì chúng ta được biết rằng trong những cái phát kiến, người ta có thể dẫn điện bằng ceramic, bằng porcelain, hay là đặc biệt là bằng silicon. Nhưng chúng ta có Silicon Valley, tức là nó cái thung lũng về tinh học, về điện toán. Nhưng mà thật sự thì khi nói tới những con chip bằng silicon thì đó là một ở trong những cái chất dẫn rất là bán nhạc. Thì thứ gì đề cập đến 10 cái biến sứ này, những biến sứ này không phải chỉ là những cái đối tượng tập trung để phát triển tâm định, mà từ đó nó còn có khả năng để biến hiện, để đi xa hơn. Cái căn bản là không phải vật chất nào cũng có cái khả năng tương tự, và không phải đề mục định nào thì cũng có khả năng biến bản như là 10 Kasina này. Thế ví dụ như ở trong tâm định thì chúng ta có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Chư Thiên, thì chỉ đạt đến cận định. Và những cái biến sứ khác như là niệm về vô lượng tâm, thì thưa quý vị, những biến sứ này nó không có mang một cái khả tính
như là 10 kasina. 10 kasina này có bốn phương diện mà chúng ta nên biết. Đó là một cái sự kết hợp quan trọng giữa vật lý và tâm lý. Vật lý ở tại đây tức là bốn cái nguyên tố là đất nước lửa gió, và chúng ta nói đến ba cái màu sắc, mà màu đó chúng ta gọi là màu tiên khởi hay màu nguyên thủy, xanh vàng đỏ. Và chúng ta cũng nói đến ánh sáng, nói đến hư không, và cũng nói đến màu trắng. Màu nguyên thủy như chúng tôi nói là có ba màu, từ đó nó pha ra có thể thành 16 triệu màu, 64 triệu màu và nhiều nhiều hơn thế nữa. Màu trắng thì không nằm thuộc các màu kia, nhưng có màu trắng thì có màu kia, đó là một điều tự nhiên. Thì màu trắng hư không nó đặc biệt là những cái thể vật chất mà chúng ta gọi là vật chất nền, còn ánh sáng là thuộc về quang học có khả năng chuyên trợ màu sắc. Nói một cách khác là trên phương diện thiền chỉ, một hành giả tu tập sử dụng thị lực, và trong cái thị lực này ánh sáng rất là cần. Tất cả cái gì mà chúng ta thấy được là chuyên trợ bằng ánh sáng hết, và điều mà ánh sáng cho chúng ta thấy được là màu sắc, màu sắc chuyên trợ bằng ánh sáng. Thì như vậy là chúng ta có tổng cộng là 10 cái biến xứ. Tất cả điều này đều mang tính là nguyên tố hay là nguyên thủy, và đều dựa trên thị giác. Điểm đặc biệt ở tại đây đó là phương diện đầu tiên chúng tôi nói, đó là một cái chúng ta tạm gọi là superconductor, một siêu dẫn. Mà siêu dẫn đó đủ tốt để làm cho tâm định, đủ tốt để biến bản từ cái ấn tượng ban đầu trở thành sơ tướng, sơ tướng trở thành tợ tướng, tợ tướng trở thành quang tướng. Và nó đủ tốt để từ một cái ngoại vật, một cái vật thể mà chúng ta nhìn bằng mắt, một cái hình ảnh, một ấn tượng bằng mắt, biến thành một cái ấn tượng của tâm định. Rồi từ đó, đó nó lại có thể dùng để biến hiện, để luyện thông, tức là biến hiện những phép màu thần thông. Không phải tất cả vật chất đều có khả năng như vậy. Không phải tất cả đề mục của thiền Samatha hay đề mục của đình chỉ đều làm như vậy. Thường là chúng ta nghe nói đến 40 cái đề mục của Samatha, nhưng mà chỉ có 10 biến xứ là đạt đến chỗ ảo diệu này. Đó là sự kết hợp giữa vật chất và tâm thức. Nó là cái chất dẫn của tâm thức. Và điểm thứ hai mà, phương diện thứ hai mà chúng ta biết về những kasina này là những kasina này thoạt đầu là đối tượng của thị giác, rồi trở thành ấn tượng. Nhưng cái ấn tượng đó nó có cái khả năng ảnh hưởng lâu dài, ngay cả cho đến khi quan tướng xuất hiện, ngay cả cho đến khi họ đào sâu vào, đã đi sâu vào thế giới của tâm mùi định. Như chúng ta nghe ở đoạn chót đó, thì những điều mục như đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, hư không, cả 10 cái biến xứ này, mỗi cái biến xứ đều tác dụng cho một thứ thần thông. Chứ không phải là điểm đề mục lửa thì thần thông nào cũng biến hiện được, điểm đề mục gió thần thông nào cũng biến hiện được, mà mỗi một thứ ấn tượng ban đầu đó nó lại tồn tại, nó để lại một giá trị, bởi vì nó là những cái đơn vị vật chất nguyên thủy.
Chúng ta cũng nói đến một cái phương diện khác về những cái biến xứ này. Những biến xứ này quả thật là đối với tất cả các tầng thiền cận định rồi, an chỉ rồi, bỏ tầm tứ rồi, bỏ hỷ rồi, bỏ lạc rồi, còn lại định và xả, luyện thân thông ở mức độ tứ thiền, thì những ấn tượng này vẫn tồn tại. Thì như vậy nó không phải chỉ khả năng biến hóa, mà nó tồn tại qua nhiều thứ tâm định. Mà chúng ta được biết là giống như trong cuộc đời chúng ta, thưa quý vị, có những thứ chúng ta học hồi còn nhỏ, nó không có giá trị gì. Nhưng mà khi mình học bản cửu chương chẳng hạn, mặc dù cửu chương là cái bài học mở lòng, bài học ban đầu 21, 22, 24 chẳng hạn, nhưng mà cho đến bây giờ cái phép về toán số mà cơ bản nhất, sơ đẳng nhất, chúng ta vẫn dùng cho đến ngày hôm nay. Thì như vậy có nghĩa là những điều đó đó, nó có một giá trị, giá trị cho một người vị tập trung ban đầu, giá trị cho một vị đi vào cận định, đi vào định an chỉ, đi vào mức định tâm muội cao nhất của sắc giới và liên tục, thì những cái điều mục định này vẫn còn. Trong lúc đó những điều mục định khác, ví dụ như là hồi nãy chúng tôi nói là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Giờ mặc dù mình nghe rất là cao siêu như vậy, nhưng mà chỉ đạt đến an định và khi vào định an chỉ thì không còn nữa. Hoặc giả là có những điều mục khác như là về hơi thở. Hơi thở là một điều mục rất căn bản nhưng mà nó không tồn tại lâu. Nhưng mà những điều mục này thì là Kasina là biến xứ rất là lâu. Thật ra thì ngày hôm nay như khi nãy chúng tôi nói đó, là những cái silicon mà chúng ta biết ở trong đời sống, nó chỉ là một cái vật thể đôi khi chúng ta cầm ở trên tay, chúng ta sử dụng, nhưng mà ít bao giờ chúng ta nghĩ rằng những cái chip computer cực vi, một giây có thể process cả hàng triệu cái data. Nhưng mà cái chất bền nhất không phải là bằng đồng, bằng vàng, mà chính là bằng silicon. Thì ở đây nó không có cái chuyện là cái nào cao siêu cái nào. Nhưng mà ngày xưa có một số các vị đạo sĩ, họ tình cờ do cái duyên trong tiền kiếp, họ tu tập đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng hư không. Đó là sự tình cờ. Nhưng mà chỉ có Đức Phật, chúng tôi nói chỉ có Đức Phật là một vị toàn giác, một vị toàn tri, biết rõ rằng 10 điều này là 10 cái, là 4 cái căn bản của tứ đại, 4 bản toàn bản của chân, bản chất, đất, nước, lửa, gió, 3 căn bản của màu sắc, 32 căn bản của nền, là 10 cái biến xứ. Mà biến xứ đó đạt đến cái mức độ mà chúng ta gọi là siêu dẫn. Siêu dẫn tức là tồn tại từ ban đầu cho đến về sau này chỉ có Đức Phật. Và do vậy ở trong rất nhiều bài kinh, khi mà Đức Phật đặc biệt nói về một vị chánh đẳng chánh giác giảng giải về 10 biến xứ này, không có nghĩa là trước khi Đức Phật ra đời không ai biết về điều này. Nhưng mà có người họ biết về đất, có biết về niệm nước, có biết về lửa và gió, nhưng mà không có ai có đủ cái khả năng để hiểu rằng chỉ có 10 cái đề mục Kasina này, đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng và hư không, mới là những Kasina mà nó đạt đến một cái mức độ lâu dài, miên mật, từ thấp lên cao, từ cái chuyện tu tập cho đến nhập định, cho đến tu luyện thần thông, cho đến biến hiện thần thông, như là Đức Phật. Và dĩ nhiên Đức Thế Tôn của chúng ta là bậc rất là thiện xảo. Lấy ví dụ như là cái pháp thần thông mà Yamaka mà có thể nhập xuất phát huy một lúc, nói một lúc nhưng mà thực sự là xuất nhập rất là nhanh giữa điều mục nước và lửa, và như là hai cái nó phun ra đồng loạt, hai cái từ thân của Ngài,
là chỉ có vị chánh đẳng giác ngài ngài mới đạt đến cái khả năng làm như vậy. Nếu thì chúng ta trở lại với 10 cái đề mục này, như chúng tôi nói rằng trước nhất ở đây đó là bốn mục, đề mục đầu là đất nước lửa gió đó, đó là bốn cái nguyên tố của vật chất. Đất ở đây đó được hiểu là sự chiếm hữu của không gian. Ví dụ như là ở trong phòng của chúng ta, mà chúng ta nói thêm từ bình thường là cái bàn tròn vuông dài và nó chiếm người một không gian nào đó, thì chúng ta gọi cái hiện tượng đó là chúng ta tạm gọi hiện tượng đó là đất, tức là sự chiếm hữu không gian. Nước đó là cái trạng thái quấn lại của vật chất, do quấn lại đã tạo nên hình thể. Nếu không có nước thì vật chất đã không có trở thành một cái khối, trở thành một cái vật thể. Lửa đó là chúng ta nói về nhiệt lượng. Lửa, nhiệt lượng, như lửa chúng ta được biết nhiều hình thức. Nhưng mà ngày nay thì ở trong vật lý người ta thường nói lửa như là một thứ năng lượng. Nhiệt lượng nó cũng là một thứ năng lượng. Và cái năng lượng này được tìm thấy trong rất là nhiều nơi. Và một ở trong những cái năng lượng mà chúng ta xài nhiều nhất hiện nay đó là điện, điện thế. Thì thưa quý vị, lửa là năng lượng, nhiệt lượng mà nó cũng là năng lượng. Và sau cùng gió đó là cái sự vận hành của vật chất. Và cái sự vận hành này tức là vật chất nó không thể đứng yên một chỗ. Không có một cái vật chất nào mà nó đứng yên một chỗ mà nó tồn tại. Chúng ta lấy ví dụ như là những vật thể to lớn, một cái dãy thiên hà, hay một thái dương hệ, hay mặt trời, hay trái đất, tất cả đều xoay vần chung quanh một quỹ đạo. Nhưng mà một cái nguyên tử nhỏ cực vi của vật chất, một đơn vị cực vi vật chất mà ngày nay con người biết đến qua khoa học đó, thì nó cũng là một cái sự vận hành liên tục của cực âm và cực dương, chứ nó không có nằm yên chỗ. Cái sự vận hành đó, cái sự di động đó, vận hành đó được Phật gọi là, trong Phật gọi là gió. Thì địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại, phong đại là tứ đại. Và bốn đại này tạo nên hiện tượng vật chất. Chúng tôi thưa một điều đó là bốn đại này đã được biết từ ngàn xưa. Nhưng mà riêng trong cái nhìn của Phật học khi Đức Phật ra đời, và đặc biệt là được tìm thấy trong tạng Abhidhamma, thì chúng ta thấy rằng bốn đại không phải chỉ có một cái vị trí quan trọng trong thiền định, mà trong Phật học, vị nào học trong vi diệu pháp thì chúng ta biết sắc pháp được chia làm hai, đó là sắc tứ đại và sắc y sinh. Thì tứ đại đó, và tứ đại là bốn cái nguyên tố của vật chất, đất nước lửa gió. Khi mà chúng ta nói đến ba màu thì không phải là tình cờ. Cái đây bài hôm khi mà chúng ta học trong chính pháp nói về cũng chúng ta cũng nói về những cái biến xứ, ở trong đó chúng tôi có đề cập đến là ba cái màu, màu xanh, màu đỏ, màu vàng là cái màu, màu gốc. Và cái màu gốc từ những màu này nó được pha với nhau, nó tạo ra nhiều màu. Nó không phải là chỉ tạo ra 5 màu, 10 màu, 100 màu, 200 màu, mà ngày xưa khi mà cái monitor, screen monitor và ở trong thời gian phôi thai nhật thì chúng ta biết rồi. Ví dụ như là quý vị nào đã từng xài cái máy Atari hay Commodore, từ đó cao nhất là 16 triệu màu. Và về sau này những cái máy mà high resolution thì nó xài tới 64 triệu màu. Một cái màn ảnh như iPhone mà chúng ta đang xài 64 triệu màu. Dù là 64 triệu màu đó, tất cả đều là một sự pha, một sự pha trộn giữa của ba cái màu gốc, đó là xanh, đỏ, vàng. Thế đó thì Phật giáo Đại Thừa đó có một bài kinh nói về thế giới Hoa Tạng, ở trong kinh Hoa Nghiêm, thì cũng là một điểm rất là thú vị
Bởi vì chúng ta nghe câu thơ rất là có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Mình nói nhiều á, thì mình nói đến 64 triệu màu, 16 triệu màu, mà nói ít nữa 3 màu, thì thật ra nó cũng vậy thôi. Tất cả nó chỉ là một cái sự hỗn hợp. Đây là A, đây là B, A với B cộng nó thành C chẳng hạn. Nó cộng, nó là một cái sự tương tức. Sự tương tức tức là cái này kết hợp cái kia nó tạo ra cái nọ. Và màu sắc cũng vậy, và thế giới cũng vậy. Nhưng mà riêng ở trong thiền kỳ thì đây là một cái đây là một sự biến hóa vô cùng, sự biến hóa vô cùng tạo ra thần thông. Và dĩ nhiên như chúng ta nói là hai cái đề mục tiếp theo là hai đề mục nền, đề mục nền đó tức là ánh sáng và hư không. Thì ánh sáng ở đây được xem như là về cái hiện tượng quang học, hiện tượng khúc xạ mà chúng ta được biết, và chính ánh sáng đó cho phép chúng ta thấy. Không ánh sáng thì chúng ta không thể. Thậm chí là có những ngôi sao cách chúng ta nhiều năm, bây giờ chúng ta nhìn thấy, khi mà chúng ta nhìn thấy ngôi sao đó nó tan vỡ thì nó đã tan vỡ hàng triệu năm trước, tại vì cho đến bây giờ đến với chúng ta được. Đó là những điều mà chúng ta biết được qua thiên văn học ngày hôm nay. Thì thứ gì ánh sáng thì chuyên chở màu sắc. Ví dụ như là chúng ta có mặt trời có 7 màu, đỏ, trắng, vàng, xanh, lam, chàm, tím. Mặt trời có 7 màu, và dĩ nhiên là chúng ta còn có thể biết được cái ánh sáng nó còn chuyên chở vô số màu sắc. Nhưng mà nó không có ánh sáng thì chúng ta không thể thấy được màu sắc, không thấy được những cái đường nét vuông tròn, cao thấp. Chúng ta không thể thấy được bất cứ vật thể nào. Và ánh sáng chúng ta được xem như là một cái sự chuyên chở về vật chất. Và hư không, hư không chính là cái khoảng không giữa vật chất. Cái khoảng không đó nó bắt đầu từ cái bình thường cho đến cái ý niệm rất là vi tế. Vi tế thì nó là một cái chân không giữa các cái đơn vị vật chất thực phương mà chúng ta gọi là sát na. Sát na của sắc pháp. Thì một cái vật chất nào thì cũng luôn luôn có hư không bên cạnh bốn đại. Và bởi vì ở đây chúng ta nói về thiền sắc giới, chúng ta nói về thế lực, và do đó nó tính luôn có ánh sáng được. Thì như vậy có 10 cái biến xứ, và tất cả 10 biến xứ này dù là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng và hư không, thì thưa quý vị, những thứ này đều là những cái nguyên tố. Và một cách rất là thú vị, và rất là thú vị khi mà chúng ta đi vào khoa học ngày hôm nay đó, thì những điều mà chúng ta trình bày nãy giờ xác lập ở trên những cái một cái định, những định luật của vật lý, đây là một điểm rất là thú vị. Ngày xưa thưa quý vị, thì khi mà chúng ta không quen với khoa học đó, thì chúng ta không thấy điều này. Chúng tôi nhớ rằng cách đây 2 tháng đó, chúng tôi có đọc một cái bản tin. Bản tin đó là nói về một cái tổ chức của Tây Tạng do Dalai Lama ngài khuyến khích thành lập, mà qua đó hướng dẫn về cái kiến thức về học của phương Tây cho các nhà sư Tây Tạng. Và có một số các vị giáo sư ở tại các trường đại học trên thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, đã tình nguyện sang Ấn Độ đến các cái trường Phật học của Tây Tạng để hướng dẫn cho chư tăng Tây Tạng. Thì chúng tôi có đọc một bài viết của một vị giáo sư tên là Henderson. Vị này có nói một câu rất là thú vị là tôi dùng một cái ý niệm hoàn toàn xa lạ, với cái ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ để nói chuyện với những cái tư duy xa lạ. Nhưng mà rất là ngạc nhiên là giữa Phật học và khoa học có những nhịp cầu. Và những nhịp cầu này đó là những nhịp cầu rất là rất là đáng kể, rất là quan trọng. Có thì nghĩa là một cái người học Phật
mà khi mà đi vào cái thế giới của khoa học ấy, thì sẽ tìm thấy những tương đồng và những cái điểm rất là thú vị. Như hồi nãy chúng tôi có nói là chúng tôi thì cảm thấy hư không. Hư không đó, đó là cái chân không giữa các cái đơn vị vật chất. Đơn vị vật chất ở đây không phải là như là cái khoảng cách giữa cái tủ lạnh với cái bàn bếp của chúng tôi không, mà đơn vị vật chất là cái chân không giữa các cái nguyên tử, giữa những đơn vị cực vi. Và thế giới nó có một cái đơn vị cực vi này tách rời khỏi đơn vị cực vi kia thì đều là sự phân biệt của hư không. Cái khái niệm về vật chất đó tuy rằng không đo đạt được bằng dụng cụ nhưng mà đã được biết bởi các nhà khoa học qua cái lập luận về vật lý. Thì thưa quý vị, Phật học đã nói đến chuyện đó rất xưa. Hay là những cái khái niệm về màu sắc, hay là những cái khái niệm về bốn đại đất nước để đó. Thì ở đây chúng ta không bàn về cái kiến thức của khoa học, mà chúng ta bàn về cái sự định tâm. Và sự định tâm này dĩ nhiên nó y cứ trên một cái cơ sở về về vật lý. Bởi vì 10 cái đối tượng để tập chú này gọi là 10 cái biến xứ. Và thưa quý vị, chúng ta có tất cả được đề cập trong Thanh Đề Đạo là 40 cái thiệt xứ để luyện pháp định, để luyện định luật, định lực, để luyện tam bồ định. Nhưng mà trong thiền xứ đó chỉ có 10 thiền xứ này là biến xứ. Và 10 thiền xứ này từ lúc bắt đầu cho đến lúc đạt đến cái cao điểm là đạt đến tứ thiền, tu luyện thần thông, thành tựu được thần thông, thì những biến xứ này nó vẫn ảnh hưởng, bởi vì nó là một cái hiện tượng cố hữu của đặc hữu của vật chất. Và dù là đất, dù nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng và hư không. Ngày hôm nay thì dần dà, ngày xưa đó thưa quý vị, những cái biến xứ này được tìm thấy trong trong Tam Tạng Kinh Điển. Và về sau này thì đặc biệt một cái vị nhân tăng của Phật giáo, Ngài Buddhaghosa, vào cái thế kỷ thứ năm, Ngài đã làm một cái công trình là Ngài đã biên soạn nên tác phẩm Thanh Tịnh Đạo. Và tác phẩm này đã là một cái sưu tập rất là khúc chiết từ ở trong chánh tạng và sớ giải, để một lần nữa cho chúng ta biết về cái sự tu tập tam muội định dựa trên cái pháp mà được gọi là tâm giải thoát. Dạ, tức là trong thất tịnh nó có giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh là ba cái bước đầu á. Thì trong phần tâm tịnh Ngài đặc biệt Ngài trình bày về thiền chỉ. Với những gì mà được trình bày ở tại đây thì mặc dù là chúng ta không phải là những vị tu tập về thiền chỉ và có cái trình độ hiểu về thiền chỉ, nhưng mà qua đó chúng ta thấy trong cuộc sống này có những cái có những lãnh vực mà đôi khi mình không ngờ tới, nhưng mà nó lại ảnh hưởng chúng ta một cách rất là nhiều. Chúng tôi lấy một cái ví dụ đơn giản với những người mà học về sinh lý học ngày nay đó, thì họ cho chúng ta biết cái ảnh hưởng của chất protein đối với não bộ, đối với DNA của chúng ta, và cái ảnh hưởng đó, đó nó ảnh hưởng đến tâm tính, ảnh hưởng cái suy tư, ảnh hưởng cái sống của con người như thế nào. Phải là những nhà chuyên môn, phải nhà chuyên môn mới hiểu tại sao protein đó, nó lại ảnh hưởng những tế bào của chúng ta. Tế bào của chúng ta là DNA, và cái DNA đó nó ảnh hưởng đến bệnh trạng, ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Thì cuộc sống nó vốn là một cái tương tác di truyền. Và như chúng tôi nói trong thế giới của điện chẳng hạn, ngày xưa chúng ta học về điện, chúng ta làm sao cho bóng đèn được sáng, một cái máy được chạy. Ngày nay những superconductor, những vật liệu mà chúng ta gọi là siêu dẫn, thì tạo nên những cái đoàn xe mà nó không có chạm đường rầy, mà nó nằm như những con tàu ma, nó nằm đường rầy
một cái khoảng cách bồng bềnh, và chúng ta cũng biết rằng cái chất siêu dẫn đó, nó áp dụng trong nhiều lĩnh vực. Và khi mà chúng ta cầm một cái máy điện thoại, xài cái máy laptop, đôi khi chúng ta quên hẳn đi rằng cái chất, tức là cái con chip, cái bộ não chính của máy điện toán hay là của iPhone, của điện thoại, nó là một kỳ tích, là một sự hiểu biết rất là lớn của con người, không phải chỉ về phương diện tinh học, mà phương diện là hiểu biết về những vật liệu. Và những vật liệu như là silicon, nó có thể là cái chất mà có thể truyền dẫn những cái data ở trong cái mức độ nhanh mà chúng ta không tưởng tượng được, không nghĩ được. Thì riêng về 10 biến số này, nó cũng tương tự như vậy. 10 biến số này là những cái đối tượng về sắc thể, mà đối tượng đó khi hành giả sẽ vận dụng thị lực từ cái ứng dụng của đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng ánh sáng đã có thể an trú vào cận định, rồi an chỉ định, rồi từ sơ nhị tam tứ thiệt, rồi có khả năng biến nhiệm thành công. Và dĩ nhiên là dựa trên mỗi một cái đối tượng đều mục định đó, nó lại là một cái lợi thế để đạt được những cái thứ thành công khác nhau. Thì chúng tôi cũng không có muốn là dành nhiều thời gian nghe để bàn về cái thành công, chỉ có trích đoạn sau của quyển Thanh Địa Đạo Toán Yếu của Hòa Thượng Phước Sơn, một cái công trình mà giảng lược sắc trên nền đạo, để chúng ta thấy được rằng tại sao 10 cái đề mục này gọi là 10 cái biến xứ. Thì bây giờ thưa quý vị, đó là về điều mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị nhân bài nói chuyện về 10 biến xứ ngày hôm nay. Và bây giờ thì có lẽ để thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu, không biết Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa còn, Thượng Tọa có thể nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa còn ở trước máy không? Hình như Thượng Tọa Thầy Siêu không có trước máy. Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng còn ở trước máy, xin Thượng Tọa có thể nói cho vài lời. Thượng Tọa Pháp Đăng cũng không có ở trước máy. Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Pháp Tân có ở trước máy không? Có lẽ Thượng Tọa Pháp Tân cũng không có ở trước máy. Ồ, dạ, thấy Thượng Tọa Thầy Siêu đưa tay rồi. Dạ, kính thưa Thượng Tọa Thầy Siêu. Dạ. Anh là một thầy. Sau bài giảng của Thượng Tọa Dịch Đạo, trong khi chờ đợi Thượng Tọa soạn ra những cái câu thảo luận của Chư Tăng, chúng tôi xin tiếp lời kính thưa quý vị. Khi mà chúng ta tu tập các điều biến xứ, chúng ta sẽ chứng đắc được đó. Thì sắc giới từ xưa thiền đến tứ thiền, nếu nói theo hệ thống bốn thiền của Kinh Tạng, hoặc là từ xưa thiền cho đến bốn thiền,
Nếu nói theo hệ thống ngũ thiền, năm thiền, hệ thống năm thiền của tập Phật. Ở đây chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị một số vấn đề nó liên quan đến cái việc phát sanh ấn chứng và cách duy trì ấn chứng. Vì hành giả chú tâm niệm đề mục và triển khai nó cho đến khi khởi sanh ấn chứng niệm bất tán, cánh chứng sanh và hiệu quả của chú niệm đề mục thì có hai ấn chứng. Lúc đầu là trì tướng ốc cả hai niệm bất tán, sau đó là tự tướng bất thiết phà cả niệm bất tán. Do niệm điều một chú tâm nên kháng khích, dù có kháng khích nhưng mà chưa có kháng khích mà chưa có bất lạc năm trình cả thì đó gọi là trì tướng. Còn chú tâm đến mức điều một được tỏa sáng và vắng lặng năm trình cái đi qua rất ngắn thì đó gọi là tội tự tướng. Khi ấn chứng tự tướng xuất hiện thì những truyền thái được từ bỏ. Giai đoạn này gọi là cận định hay định cận hành của Upacara-samadhi. Các vị luật sư nói làm tự tướng khởi lên đường là rất khó. Bởi thế nếu hành giả vừa khi khởi tự tướng liền chứng an chỉ định Appana Samadhi nếu như mà chứng được vừa khi khởi tự tướng thì chứng được an chỉ định thì tốt, nếu không thì cần phải duy trì tự tướng ấy một cách tinh mật để không mất ấn chứng. Cái chỗ này khó thôi, bởi khi vừa khởi lên cái tự tướng đó, có những vị hành giả đắc cận định thì tiến đến an chỉ định liền, nhưng mà nếu không thì hành giả phải duy trì cái tự tướng Patipaga để mà tác. Bởi vì nếu mà để mất ấn chứng rồi thì sau đó tu lại khó có ấn chứng được, giống như là chúng ta hãy uống thuốc á, thì phải uống liên tục, uống kiên trì, uống cho nó đúng cái thời hạn, uống cho hết bệnh. Nếu chúng ta chỉ uống một ít một vài ngày rồi sau đó chúng ta bỏ ngang thì khi đó nó đã lờ thuốc, sau đó nếu mà chúng ta muốn uống lại thì cũng khó, khó hết rồi. Phải tăng liều vân vân. Cho nên ở đây chúng ta cần phải nhớ có bảy yếu tố để duy trì tự tướng này, chúng ta gọi Patipha cái này mất tán Rakhana. Một là trú xứ thích hợp, hai là hành xứ thích hợp, ba là đàm thoại thích hợp, bốn là cái người thân cận thích hợp, năm là thực phẩm thích hợp, sáu là thời tiết thích hợp, và bảy là quay nhi thích hợp. Khi hành giả có bảy cái yếu tố thích hợp ở sắp bài giá đó thì sẽ khiến cho
Tâm chưa định tĩnh thì được định tĩnh, khiến cho tâm đã định tĩnh rồi được duy trì. Ngược lại, hành giả sống với điều kiện không thích hợp và sắp phải giác. Nếu ấn chứng chưa khởi sẽ không khởi, ấn chứng đã khởi bị mất. Hành giả nên tránh mấy thứ không thích hợp và chọn cái điều thích hợp. Khi có bảy yếu tố thích hợp như thế, thì nỗ lực tu niệm không bao lâu sẽ đạt được an chỉ định. Cái an chỉ định Appanna Samadhi ở đây là định của thiền chứng sắc giới và bộ sắc giới. Ở tâm thiền chứng thì các chi thiền Chanagha, tầm tứ hỷ lạc nhất hành khởi lên mạnh mẽ. Vì thế khi an chỉ định sinh khởi, tâm thiền có thể diễn biến liên tục thành một dòng động lực tâm suốt cả đêm ngày. Đây chúng ta gọi là nhập thiền Samapatti. Thì chúng ta thấy cái sự tu thiền công phu lắm, chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ rằng là hãy cứ ngồi đó tới giờ công phu thì lên ngồi thiền, rồi hết giờ công phu chúng ta xả thiền, xả đổ bao nhiêu chúng ta đi kinh hành, hoặc là chúng ta nằm xuống để nghỉ ngơi, rồi bây giờ cứ việc là tới giờ công phu thì lên điểm cái điều một, cứ tới đâu thì tới. Không phải như vậy. Mà một người tu tập là họ phải hết sức là khéo, cũng giống như một cái người nghệ nhân, họ dùng bữa hồ để mà họ đắp thành một cái hoa văn họa tiết ở trên một cái bức tường. Khi mà họ dùng cái bay nhỏ để họ đắp theo cái hình vẽ phát quả, họ đắp thành một cái hoa văn nguyễn chuyển và có chi tiết, chúng tôi có nhìn thấy họ làm, họ đắp hoa văn đắp khéo lắm. Nhưng mà cái người nghệ nhân đó, khi họ đắp như vậy, đắp xong được phần nào, cái nét nào thì họ phải cố gắng giữ cái tay sau, khi mà đắp ở chỗ khác nó có thể bị phạm đến cái hoa văn đã làm xong. Làm như vậy nó không sửa nữa. Cho nên cái việc chúng ta tu tập thiện về hãy là khi có được ấn chứng rồi đó, thì chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta gìn giữ được cái ấn chứng đó, đừng để cho nó mất. Trú xứ thích hợp ở đây đó là hành giả tu tập thiền, nếu mà đi đến cái chỗ cái trú xứ ở bộ màu thì như vậy nó sẽ làm cho quán niệm, và quán niệm thì mất ơn chứ. Cho nên cái chỗ ở đó ban ngày thì không có quá ồn ào, ban đêm thì không có quá yên tĩnh sợ hãi. Nếu mà hành giả là vị tỳ kheo đó, thì cái trú xứ chỗ nào mà đi vào thành hay vào sớm không thực dễ, không xa lắm, nhưng mà cũng không có gần lắm,
vân vân. Đó là những cái kết hợp của chú xứ. Còn cái cô giá, sapa giá là hành xứ kết hợp, là đối với vị hành giả khi mà đã có cái ấn chứng thiền rồi đó, thì nên hạn chế đi đến chỗ này đi đến chỗ kia. Nếu mà vị hành giả đã có cái ấn chứng rồi nhưng mà đi đến những cái hành xứ đi tham quan ngắm cảnh thì như vậy nó sẽ làm mất ấn chứng, cho nên cái hành xứ của vị đó phải thích hợp, tức là cái hành xứ phải ở trong cái hoàn cảnh mà vị đó phải chánh niệm liên tục, chánh niệm hoài, ngay cả cái việc đàm thoại, cái việc nói chuyện cũng vậy, phải cho thích hợp. Tức là khi mà hành giả đã đạt những ấn chứng thiền, những lúc mà mình xả thiền á, nếu mà có gặp ở các vị tỳ kheo khác, gặp những người khác, đồng bạn, đồng phong hạnh, mà mình có nói chuyện á, thì mình phải nói những cái đề tài bổ ích, như là nói về giới, về định, về tuệ, về giải thoát tri kiến, về dưỡng dục, về trí túc, về tinh cần, vân vân, bàn luận về những đề tài đó để cho tâm về hành giả trú trong thiền pháp quan hỷ. Cái đó là giữ ấn chứng. Còn nếu như mà chúng ta không khéo giữ ấn chứng thì chúng ta gặp, chúng ta nói chuyện sang đà, nói chuyện vô ích vô bổ, vậy nó làm cái mất ấn chứng. Cho nên đàm thoại phải thích hợp. Ồ, thấy thượng tọa Đức Đặng đã có cái câu trách nhiệm, thôi chúng tôi xin dừng lại ở đây. Hãy xin kính thỉnh thượng tọa Đức Đặng trả lời Nam Mô Thầy. Sa thủ kính trình là thượng tọa Thầy Sư đã tiếp lời. Bây giờ thì xin được mời quý Phật tử trả lời các câu trách nhiệm trong buổi học ngày hôm nay. Mới đầu xin được chỉnh thượng tọa Hợp Đăng, không biết thượng tọa Hợp Đăng có nghe được không? Nếu thượng tọa Hợp Đăng đang ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Dạ. Mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 1. 10 thiền xứ đi tu tập tâm 10 định gọi là biến xứ, gọi là Kasina, mang đặc tính nào sau đây? A là những nguyên lý căn bản của vật chất, chất và cảnh sắc, ví dụ như đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng ánh sáng hư không. B là ấn tượng tồn tại xuyên suốt qua các tầng thiền sắc giới, tức là những kasina này không giống như là những có những đề mục mà tới tu tập tới tứ thiền không còn nữa, nhưng mà những cái thiền xứ này là tu tập xuyên suốt qua. C là cần thiết để tu luyện các thần lực siêu nhiên mà chúng ta gọi là phi nhá, tức là thắng ký hay là thần lực thần thông. D là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh thượng tọa Hợp Đăng hoàn thiện cho đáp án. Alo. Alo, bây giờ thuyết Phong Lan chọn D, Pháp Lữ chọn D, Châu Phan chọn D, Từ Vi Ba chọn D, Quang Nguyệt chọn B, Trần Đào chọn B, quý vị chọn B, chọn D hết, bị nằm chọn D, xin lỗi quý vị chọn D. Dạ. Thì ở trong câu thảo luận, cái câu trắc nghiệm số 1 đó, thì 10 cái thiền xứ là để tu tập tam mười định, được gọi là biến xứ Kasina, mang đặc tính là sau đây. A là những nguyên lý căn bản của vật chất là cảnh sắc. Thì thật sự là chúng ta thấy rằng đối với 10 cái đề mục Kasina, 10 cái đề mục mà chúng ta gọi là hoàn tịnh á, thì màu xanh đỏ trắng vàng, đất nước lửa do ánh sáng hư không đó, thì 10 cái đề mục này thì nó là cái sắc pháp. Thì giờ chúng ta cũng tính ví dụ như là đất nước lửa gió đó, thì nó cũng là
cũng là cái gì mà cứng hay mềm chúng ta gọi là đất, cái gì mà nóng hay lạnh chúng ta gọi là lửa, cái gì chảy ra quên lại chúng ta gọi là nước, cái gì mà căng phồng hay lay động chúng ta gọi là gió. Thì thật sự đó, chúng ta nhìn vào ở trong tất cả những cái gì mà mắt nhìn được đó, chúng ta đều gọi là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mà đều là gọi là cảnh đó, thì nó đều là sắc pháp hết quý vị. Như vậy thì mắt á, nhìn những cái màu sắc, dù là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, hay là đất, nước, lửa, gió, hay là ánh sáng hay hư không, thì thật sự những cái đề mục này là những cái đề mục để chúng ta tu tập, chúng ta tập trung cái tâm của mình ở trên những cái đề mục này. Nó là cũng là vật chất, nó là cảnh sắc. B là ấn tượng tồn tại xuyên suốt qua tất cả cả tầng thiền sắc giới. Bởi chúng ta thấy tầng thiền sắc giới có ba cõi sơ thiền, như là phạm chứng thiên, phạm phụ thiên, như đại phạm thiên, ba cõi nhị thiền như tiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, biến quang thiên, ba cõi tam thiền như là quang âm thiên, vô lượng quang thiên, biến quang thiên, hoặc là bảy cõi tứ thiền như cõi quảng quả, cõi vô tưởng, cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cú cánh. Như vậy thì tất cả mà được gọi đó, thì ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền và bảy cõi tứ thiền đều là cõi sắc giới. Vì ở đó đó vẫn có những cái đề mục và này tu tập và sanh lên cái cõi này. Bởi thường thường chúng ta thấy đề mục và có những cái đề mục á mà chỉ đắc được sơ thiền thôi, hoặc là có đề mục đắc được nhị thiền thôi, hoặc là mục đắc tam thiền thôi, thì muốn nói đến 10 cái đề mục hoàn tịnh á là đắc tới ngũ thiền luôn quý vị. Những cái đề mục mà chúng ta thấy như là hư không vô biên đó, thì vì đó lấy cái đề mục thiền sắc mà cao nhất đó, đó là mục đề mục hư không, thì khoảng hư không đó bị đó lấy cái đề mục tu tập. Bởi vì xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió ánh sáng hư không đó, ánh sáng và hư không. Hư không là mình nói cái khoảng hư không mà do cái kẻ đó mà mình thấy ra cái khoảng hư không đó. Vị mà đắc được thiền vô sắc đó, lấy cái đề mục hư không này nè, đề mục ánh sáng trong xuyên qua khoảng hư không đó, để mà khởi tâm tu tập, khởi tâm tu tập. Khi mà khởi tâm tu tập như vậy đó, thì cái khái niệm không vô biên xứ đó được tu tập, mà chúng ta gọi là bắt cái cảnh tục đế đó, một cái cảnh khái niệm thôi, một khái niệm thôi chứ không phải là cảnh chân đế, vì không vô biên xứ và vô sở hữu xứ là chỉ là cái khái niệm thôi, như là hôm trước chúng ta học và chúng ta nghe đó. Như vậy thì cái đề mục và 10 cái đề mục hoàn tịnh này để đắc được ngũ thiền, thì chúng ta thấy là ngũ thiền sắc giới và vô sắc cũng chỉ có hai chi thiền thôi, nhất hành và định thôi, có nghĩa là định và cái như đó mình còn gọi là xả niệm thanh tịnh đó. Định và xả niệm thanh tịnh đó. Ngũ thiền nó chỉ còn xả niệm thanh tịnh thôi. Như vậy á, thì đối với cái đề mục đó, thì cái đề mục hoàn tịnh này đắc được tới thiền sắc giới và có thể phát triển lên thiền vô sắc được, nên 10 cái mục hoàn tịnh này rất là cần thiết xuyên suốt qua tất cả các tầng thiền sắc giới. C là cần thiết để luyện các loại thần lực siêu nhiên. Bởi chúng ta thấy rằng một cái người mà họ luyện cái đề mục mà thần thông đó, thì cái khoảng không gian á, khoảng không gian, khoảng trống không gian này họ thấy là đất, do họ tu tập cái đề mục đất á, là viên mãn, họ nới cái đề mục Kathina án xứ ra, họ đắc được định đó. Nên lúc bây giờ họ thấy cái khoảng hư không này như là cao 7 cây thúc nốt, thì khoảng không gian này họ thấy là đất, nên họ đứng ở trên cái khoảng không gian đó, mà mình thì mình không thấy, thì mình không biết được. Nhưng mà cái vị kia khi mà họ tu tập cái tưởng thể nhập á, thì cái khoảng 7 cái cây thốt nốt nó giống như là người đã chú nguyện, cái khoảng không gian này là đứng trên đất không, mình thấy là đứng trên hư không, hoặc là đứng trên nước đó, vì đã tưởng là đất nên đứng trên trên nước nó không có chìm. Còn nếu mà chúng ta không có đắc định mà không có thần thông, chúng ta không làm được chuyện này. Cái chuyện thần thông là cái chuyện mà mình những người thường không thể làm được, nên mình làm được gọi là thần thông. Nên mình đứng ở trên hư không như là đứng ở trên đất, đi trong nước
đi trong nước giống như đi trong hư không vậy đó. Có nghĩa là vị đó khi mà thấy nước này là khoảng không gian, nên vị nó đi tới đi lui trên, trên khoảng dưới đáy nước đó, đó. Mình thấy thì vị đó đi dưới nước, nhưng mà thật sự là vị đó không có ước, không có ước vì khoảng nước đó, vị đó thấy là hư không. Nên là vị đi trong hư không cũng giống như bây giờ mình đi trên hư không thôi. Nên cái vị đó có năng lực siêu nhiên là cái bình thường người ta đi không được dưới nước. Hoặc là chúng ta thấy cũng có số người nhái đó, họ mặc đeo đồ bảo hộ, hoặc là họ có đeo cái chân vô họ đi dưới nước. Thì chúng ta thấy những người mà quay phim họ cũng thấy những người đi dưới nước, nhưng mà họ có những bộ đồ để mặc. Còn những cái vị mà có thần thông đó, thì họ đi dưới nước nhưng mà họ không có bị ướt. Đó đặc biệt là cái thần thông nó mang lại như vậy. Thì chính những cái đề mục và đất nước lửa gió đó mà họ họ tu tập mãn, nên khi mà lửa lửa cháy như vậy nhưng mà họ đi ở trong lửa mà họ không bị cháy. Thì như vậy đó là họ thấy lửa nó, nhưng mà mình là thấy là lửa, nhưng mà đối với cái vị có thần thông đó, thì họ không thấy đó là lửa, họ chỉ thấy cái đó là cái khoảng không gian họ đi qua thôi. Còn cái lửa lúc bây giờ cháy thật, nhưng mà cái vị đó thấy là cái khoảng không gian, vì nó đi ở trong cái khoảng không gian đó, đi trên khoảng không gian đó và không có bị gì hết, giống như đi bình thường trên khoảng không gian thôi. Vị có thần thông là cái tâm tự tại là như vậy đó, cái tưởng tự tại, nên họ đi trong cái lửa mà không có bị lửa cháy, đi trong nước không bị nước nước làm ướt, đứng trên hư không mà không có rớt xuống. Còn mình không có thần thông đó, thì mình đứng trên hư không mình rớt xuống. Như vậy đó, thì chúng ta hiểu rằng thần thông đó là vị đó tu tập mà cái tưởng thể nhập vào cái địa đại đó, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, đó vị đó thể nhập vào đó, nên vị đó có những cái gọi là chúng ta gọi là siêu nhiên, cái đó gọi là thần thông đó. Những cái năng lực mà người thường không thể nào làm được, những người có thần thông họ mới làm được, nó gọi là năng lực siêu nhiên. Những vị chư thiên, phạm thiên, những người có thần thông đó, họ đứng trên hư không, thí dụ như họ bay trên hư không, nhưng mà mình nó không có thần thông, mình không có bay được. Nên những cái người bay như vậy đó, thì đó là phép lạ, mình gọi là thần thông, là phép lạ. Thì ở trong cái câu trắc nghiệm số 1 này, chúng ta sẽ có đáp án là cái câu D, cả 3 A, B, C đều đúng, nên chúng ta có đáp án là câu D. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng trở lại. Nếu mà cái gì cần nói thêm, trình bày thêm thỉnh Thượng Tọa, nếu không thì thỉnh Thượng Tọa tiếp tục điều hợp. Dạ. Chào thông khí trường Thượng Tọa Pháp Tân. Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân cũng đang ở trước máy, xin Thượng Tọa Pháp Tân hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Dạ vâng, mời quý thư tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 2. Câu nào sau đây được xem là đúng theo Phật học khi nói về các án xứ của thiện chỉ? A. Không phải án xứ nào trong 40 án xứ cũng giúp đạt được định an chỉ. Tức là câu này có nghĩa rằng có những án xứ chỉ đạt cận định thôi, chứ không phải là án xứ nào cũng đi xa hơn cận định. Có những án xứ chỉ đạt được cận định mà thôi, có giới hạn. B. Là không phải án xứ nào trong 40 án xứ cũng giúp tôi luyện thần thông. Tức là có những cái án xứ tu tập thì luyện thần thông, có những thứ không luyện được thần thông. C. Là không phải án xứ nào trong 40 án xứ cũng tiếp tục đi sung súc vào tất cả tình thiền. Tức là có những án xứ tu ở cái mức độ nào đó thôi, chứ không phải là đắc tất cả sơ nhị tam tứ thiền. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Rồi quý vị tự trả lời và kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân hoan hỷ cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Nguyên Thông, cũng Chư Tôn Đức Đàn, Tôn Rinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái câu trắc nghiệm số 2 đó là hỏi là câu nào sau đây được xem là đúng với đúng theo Phật học khi nói về án xứ của thiện chỉ. Thì ở đây đó thì chúng ta nói đến cái án xứ, tức là giống như là cái đề mục mà quý hành giả nương vào đó để mà mình trụ tâm, có thể là đắc định hoặc là
thần thông thánh trí, nói chung chứng đắc các thiền định thần thông. Thì nói đến cái án xứ là một trong những cái đề mục mà ở đây được đề cập, đó là đề mục của trong thiền chỉ. Mà thiền chỉ thì quý vị biết cái tâm của thiền chỉ là trụ tâm, chánh niệm cũng là trụ tâm, chánh niệm và trụ tâm trong đó. Cho nên là như thế nào đi nữa thì đối với cái người tu đó, cần có đó là phải định tâm đến một mức độ đó. Thì trong thiền chỉ nó có 40 cái án xứ hay 40 cái đề mục, biết là những cái đề mục gì. 10 đề mục tùy niệm, 10 đề mục bất tịnh, 10 đề mục quảng tịnh, rồi 4 phạm trú, 4 phạm trú, rồi niệm về hơi thở, 4 thiền vô sắc, tất cả. Thì như vậy đó là chỉ cho 40 cái đề mục tất cả. Thì khi mà nói đến cái việc ở đây đó, ta nói là cái câu A là không phải án xứ nào, 40 án xứ cũng giúp đạt được cái an chỉ định. An chỉ định tức là định mà đắc thiền, định kiên cố, hay định mà để chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay 4 thiền vô sắc, thì gọi là an chỉ định. Thì theo chúng tôi được biết đó thì với cái tiến trình tu tập của một sự ra thì mỗi cái bước tiến tu của một vị hành giả nó có cái sự hỗ tương cho nhau. Nên như vậy thì để mà mình đắc được kiên cố định thì mình sẽ qua những cái giai đoạn, tức là ở cái nội tâm có một cái sự an tịnh nhất định. Đó là trong kinh mình chúng ta được nghe nói đến, đó là cái cận định. Thì cái điều đó là chúng tôi thấy đó là thí dụ như trong 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 sư giải thì các ngài hậu giải sau này đó thì các ngài gọi là có những cái đề mục nó chỉ đạt được cái cận định, tức là để mà cái nội tâm có được cái sự định. Định này là định sơ khởi, nó chưa có định một cách kiên cố mà định sơ khởi, đó là cận định. Thì ví dụ như là chúng ta nói rằng 10 cái đề mục tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên ấy. Thì những cái niệm đó, đó thì chúng ta vừa là khi chúng ta niệm thì chúng ta nghĩ đến những cái, ví dụ như chúng ta niệm về ơn đức của Phật, ơn đức của Phật, thì mình luôn luôn nghĩ tưởng đến những cái ơn đức, đức Phật có những cái ơn đức như thế nào. Thì khi đó là nghĩ tưởng những cái ân đức đó. Và những cái đề mục tùy niệm thì phần lớn là đưa đến cái đạt được cái cận, khó mà đạt được cái kiên cố định, tức là định mà gọi là định chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà trước đó đó thì để mà mình đắc định sau này đó thì mình cũng cần phải có cái đạt được cái cận định đó. Bởi vì cái cận định đó là cái nền tảng mà để bước vào cái định kiên cố. Thì đó là những cái đề mục mà mình thường được biết. Tuy nhiên thì nó có những cái đề mục khác nữa. Có những cái đề mục khác. Đề mục tùy vào cái đề mục. Ví dụ như là những cái đề mục mà đạt được là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền thì tùy theo, có thể nói rằng là hai những cái đề mục mà có thể đạt được cái định kiên cố thì từ cái việc mà một người niệm ở trong 10 cái đề mục. Ví dụ như là cái người mà
chứng được nhị thiền hoặc tam thiền, thì trong đó có thể là nói 10 địa mục kasina. 10 địa mục kasina ở đây đó là nói đến ánh sáng xanh, đỏ, vàng, trắng, rồi bốn phạm trú. Ba trong bốn phạm trú thì có ba cái phạm trú đầu đó. Thì đó là một trong những cái ba cái phạm trú đầu, đó là phạm trú từ, niệm tâm từ, niệm tâm bi, niệm tâm hỷ đó. Thì những cái ánh xứ đó, đó nó có cái, hoặc là hơi thở đó, thì có khả năng đạt được cái nhị thiền hoặc tam thiền, tứ thiền. Thì ở đây nói như vậy thì có nghĩa là có những cái án xứ mang đến đắc định. Còn riêng về định kiên cố thì riêng về bốn cái thiền vô sắc thì tùy vào mỗi cái thiền chức của mỗi cái vị hành giả mà có chứng đắc khác nhau ở trong cái thiền vô sắc. Thiền vô sắc thì trong 40 cái án xứ đó nó có những cái án xứ mà thuộc về sắc giới. Thiền sắc giới đưa đến thiền sắc giới, chứng thiền sắc giới, nhưng cũng có cái án xứ thì đưa đến thiền chứng thiền vô sắc. Thì đó là như vậy. Cái câu B đó thì cái câu B đó là không phải án xứ nào trong 40 án xứ cũng giúp tôi luyện thần lực. Thì như theo chúng tôi được biết đó, là tức là để mà mình có được những cái thần thông, để có được những cái thần thông thì rõ ràng là trong 40 cái án xứ đó, như đề mục tùy niệm thì chỉ đắc cận định, hoặc là có những cái đề mục thì không phải là những có là đưa đến thần thông. Ví dụ như là mình thấy rằng cái biến hóa thông là một người biến ra nhiều người, hay biến từ hình thể này hoặc hình thể kia đó, thì phải nói rằng cái người đó họ có cái tu tập đề mục đất, tu tập đề mục đất, hoặc là niệm về đề mục lửa đi xuyên hư không, đề mục lửa để đi vào nước, rồi đề mục nước để đi xuyên hư không, đi xuyên hư không, đi xuyên vách tường đó. Thì những cái việc đó là do cái người đó lúc sinh tiền, lúc đương thời thì người đó họ đã từng tu tập và là tôi luyện ở trong cái đề mục mà mình đã có tu tập. Thì những cái đề mục mà nó có thể khả năng là mang đến cái chứng được các cái pháp thần thông, thì các cái pháp thần thông này là cái kết quả do cái sự tôi luyện của một cái vị hành giả tu, có tu luyện cái đề mục mà nó sẽ đưa đến thần thông thánh trí. Thường thường thì chúng tôi được biết đó là cái người đạt được tứ thiền ở trong kinh tạng thì người đó mới có thể khả năng là hiện được thần thông. Còn những các cái đề mục thấp hơn, hoặc là sơ thiền hoặc là nhị thiền thì chưa có cái khả năng đó, chưa có cái khả năng đó. Như vậy thì đề mục nào mà đưa đến chứng được tứ thiền trong kinh tạng thì cái đề mục đó mới có thể thấy là có khả năng là đưa đến thần thông thánh trí của mình. Và cái thần thông thánh trí này đó là một cái kết quả của cái đời sống tôi luyện, vì người cái vị hành giả đó có tu tập cái đề mục mà nó sẽ đưa đến vừa là chứng thiền mà vừa là chứng đạt được các cái pháp thần thông, các cái pháp thần thông thánh trí đó. C đó là không phải án xứ nào trong 40 án xứ tiếp tục tu tập xuyên qua tất cả các tầng thiền. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng là có những đề mục thì bởi vì mình tu tập là từng bước để trưởng thành, từng bước để trưởng thành, thì có những đề mục thì đưa đến sơ thiền, nhưng mà có đề mục thì đạt được cận định, nhưng mà có những đề mục thì sẽ đạt được tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới, hoặc là bốn thiền vô sắc. Thì xuyên suốt trong mỗi cái đề mục đó, đó đều là mỗi cái đề mục khác nhau để đưa đến các cái tịnh thiền. Cũng không phải là một cái đề mục nào đó duy nhất, nhưng mà chúng tôi nghĩ là cái sự trưởng thành ở trong nội tâm, ví dụ như mình đạt được cận định, mình có được cái định thì mình mới đạt được sơ thiền.
rồi mình chứng sơ thiền thì mình sẽ bỏ sơ thiền, mình sẽ đạt được cái nhị thiền, tam thiền, vân vân. Như vậy cũng phải qua, đi qua các cái đề mục đó, thì không phải là cái đề mục nào là xuyên suốt ở trong các cái con có thể là đưa đến hết các cái thân thiện tất cả, mà chúng ta giống như là chúng ta đi qua để rồi bỏ, rồi tiếp tục đi qua để bỏ, rồi cuối cùng để đạt đến một mức độ nào đó, một mức độ nào đó, giống như là ở trong kinh gọi là, trong kinh gọi là vượt qua sắc tưởng để vô vô sắc ấy. Thì cái nghĩa là một vị hành giả vượt qua các cái đề mục của thiền vô sắc, thiền sắc, để rồi họ trú vào thiền vô sắc, thì cứ họ thành tựu được các cái thiền vô sắc là do họ vượt qua các cái thiền sắc. Thì đó là như vậy. Như vậy thì để mà chứng đắc được thiền vô sắc thì người vị đó phải đi qua cái đề mục của thiền vô sắc lần lượt, giống như là sự lớn mạnh, sự trưởng thành của nội tâm, thì cái vị đó mới chứng các cái thân thiện xuyên suốt qua như vậy. Như là cũng không có thể nói rằng có một đề mục nào duy nhất mà xuyên chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đến bốn thiền vô sắc được. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là đọc ở trong Phật pháp, trong kinh, theo cái hiểu của chúng tôi biết được, thì rõ ràng là những gì mà trong kinh Đức Phật dạy mình hiểu, mình biết, mình xem thì có những trường hợp như vậy. Có những trường hợp ở trong A, câu A, rồi câu B, câu C. Do nên là chúng tôi chọn cái câu D để làm đáp án, vì vì trong Phật học là như vậy. Trong Phật học có thể chúng tôi hiểu là có những địa mục chỉ đạt được cận định, có đề mục thì đạt được sơ thiền, nhị thiền, hoặc là có những đề mục đạt được tam thiền, tứ thiền, sắc giới, rồi có đề mục là đạt được thiền vô sắc, thì là như vậy. Như vậy thì chúng tôi chọn cái câu D để làm đáp án. Xin chúc mừng quý vị Phật tử. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú cái rừng, thưa tòa học tình. Mà thưa tòa tuổi siêu, thưa tòa có còn trước máy không? Nếu thưa tòa tuổi siêu nghe được cái tin thưa tòa khoan hỷ, trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa tuổi siêu, thưa tòa có mặt ở trước máy và nghe được không? Dạ. Xin hỏi quý Phật tử là quý vị đọc câu thảo luận số 1 của chúng tôi post lên á, quý vị có đọc được cái hết trọn cả câu không? Cái câu sau cùng là câu hỏi, phải chăng và quý vị đọc được tới đâu, quý vị có thể cho chúng tôi biết được không? Và quý vị có thể post cho chúng tôi biết câu nào quý vị đọc được không? À, chúng tôi chờ hoài không có nghe thì vật tắm
nói lên câu hỏi. Không biết là thượng tọa tôi chưa đắm mình nêu cái câu hỏi sau khi dẫn chứng thì đoạn kinh mà tôn giả Sơ Đâu Tá này nói như vậy. Tôi nghe một thời tôn giả Sơ Đâu Tá trụ ở Rajagaha tại núi Vichakota. Rồi tôn giả Sơ Đâu Tá và Bồ Tát Đắc Y cầm vị bát cùng với số đông tỳ kheo từ núi Vichakota đi xuống. Tôn giả thấy ở một chỗ nọ một đống gỗ to lớn. Thế vậy nói với các vị tỳ kheo: này chư hiền giả, chư hiền có thấy các có thấy cái đống gỗ to lớn ấy không? Thưa hiền giả, có thấy. Ngài Sơ Đâu Tá nói rằng là nếu muốn để cái hiền giả một vị kheo có thần thông đạt được tới cái gì cái chỗ này bị thiếu. Bởi vì nếu mà chúng ta ghép hai cái đoạn lại, nếu muốn thì giả một vị tỳ kheo có thần thông phải đạt, vì cớ sao? Vì rằng trong địa đại có địa đại trong cái bộ nước ấy y tựa theo đó vị tỳ kheo có thần thông đạt được tâm tự tại có thể quán trong bộ ấy là đất. Nếu muốn thì cái giả vì tỳ kheo có thần thông đạt được cái tâm tự tại có thể quán trong gọi là nước, là lửa, là gió, là tịnh, vô tịnh. Vì cứ sao? Vì rằng bất tịnh có bất tịnh trong đó gọi y tựa theo đó thì thần thông có thần thông đạt được tâm tự tại có thể quán trong gọi thì bất tịnh. Câu hỏi có phải chăng có thể biến đống gỗ ấy thành đất, nước, lửa, gió? Thì những thứ đó có phải ở trong đống gỗ ở đây? Thưa quý vị, một câu hỏi đưa ra rất là dài, chúng tôi không có nắm được, nhưng mà chúng tôi chỉ nói một cách đại khái như thế này. Qua lời dạy của tôn giả Sơ Đâu Tá thì ở đây là ý ngài muốn nói là một vị tỳ kheo khi mà đắc định có thần thông thì vị đó có thể nhìn thấy đống gỗ ấy là đất hoặc là nhìn thấy đống gỗ đó là nước, là lửa, là gió, là tịnh, lỗ tịnh.
Thì ở đây đó, gỗ chỉ là gỗ, nhưng mà khi vị tỳ kheo có thần thông, tức là trước đây đó, vị tỳ kheo hành theo cái đề mục đất, về mục nước, lửa, gió, đã đạt được trạng thái tâm định tri cố Appada Xóa Thí và chứng đạt được thần thông. Vì đó khi mình nhìn cái vật gì, vì đó khởi lên một cái tác ý, nhận thấy là đất là nước là lửa gió, thì ở ngay trong trước mặt của vị đó, khi vị đó tác ý là đất thì nó chỉ là đất hiện lên thôi, vân vân. Chứ không thể biến vị khác được. Chúng ta nói như thế này, thí dụ như một vị tỳ kheo đi đến bờ sông, không có con thuyền, vì nó muốn đi qua bên kia, vì đó có thể nhìn cái sông và nhập thiền với cái địa mục đất, thì vì đó sẽ thấy ở phía trước nước của một con sông, nó là một mặt đất. Rồi vị này đi bất bộ trên cái đường đất đó để qua đến bờ bên kia, thì khi mà vị tỳ kheo có thần thông và họ tác ý đến đất biến xứ mà mình đã chứng và thấy trước mặt chỉ là đất, rồi người đó đi theo cái đường đất đó qua bên bờ kia sông, thì ở đây là do nơi cái năng lực tâm định của người đó. Chứ còn cái mặt sông nước mà dân chúng thường sử dụng đi qua lại bằng tàu bè thuyền vân vân thì cũng chỉ là mặt sông thôi, chứ không phải lúc còn vị đó hiện thông đi lên trên mặt nước rồi mọi người mục đích cũng sẽ thấy mặt nước đó chỉ là mặt đất, không phải vậy. Và do thần thông có cái trường hợp như thế này là phải chăng vì đó có thể biến trong cổ thành đất nước lửa gió, chúng tôi nghĩ rằng là trong cái câu hỏi mà này chúng ta phải phân ra cái trường hợp nếu như vị đó mình nhập cái đề mục đất trước lửa gió để nhìn thấy trước mặt là đất là nước hoặc lửa hoặc gió, thì cái này chúng ta gọi là thần thông. Nhưng mà thần thông có nhiều cách nữa, trong đó có cái gọi là biến hóa thông, activity, và vị này có thể biến ra một cái vật chất đó trở thành một thứ khác,
Nói chung thì năng lực của thần thông thì thể làm chuyện nên được. Ở đây chỉ là do cái tâm định của vị đó họ có thần thông làm, chứ không thể nào chúng ta dựa vào câu trả lời và chúng ta hỏi câu người giải thích của Ngài sẽ lưu tá. Rằng có địa đại trong đấu gỗ ấy, hay là có thần có nước, có thủy đại, có phong đại, có hỏa đại trong đống lửa, trong cái đống gỗ đó, cho nên vị này lấy nó ra để làm cái là một cái miếng sứ không thể lấy ra được. Thưa quý vị, chỉ có cái là vì đối với kinh nghiệm của bản thân đã thuần thục với các đề mục trước, cho nên bây giờ vị đó chỉ cần chú tâm niệm điều đất hoặc nước hoặc lửa hoặc gió thì bây giờ thành. Khi vị tỳ kheo có thần thông muốn đi ngang qua một vách núi hay một bức tường thì vị này liền nhập vào cái điều hư không, và sau khi đã có được cái năng lực đó thì nó nhìn ở phía trước cái vách núi, nó chỉ có một trống lỗng, một cái khoảng trống trống rỗng, và xuyên qua đến phần kia. Cũng vậy, khi mà ngồi và xem mặt cái vách nhìn thì vị đó thể thấy được ở trong cái vách tường đó không phải là vách tường nữa mà chỉ là khoảng trống. Cho nên khi mà vị đó đi ngang qua khoảng trống đó thì gọi là intimacy. Nhưng mà ở đây với những người có mắt tầm thường, mắt bình thường thì dầu cho những lúc mà được thấy cụ thể thì chỉ biết là cụ thể thôi, chúng sanh phàm phu chỉ nhìn thấy gì chứ không thể nào mà biết được là đất rồi nước lửa gió. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng Huệ Nam Mô Bụt Thầy. Thưa quý vị, chúng ta cũng nên để ý câu nói của Tôn giả Xá Lợi Phất là khi Ngài hỏi vì cớ sao thì Ngài trả lời rằng vì ở trong đống gỗ đó có địa đại, có đất, có nước, có lửa, có gió. Đó là câu giải thích rất là thú vị khi mà chúng ta nói về cái thực hữu và cái bản chất nó có, nhưng mà từ chỗ đó các vị biến ra. Bây giờ thì xin được tiếp theo là câu trắc nghiệm số 3, xin được thỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Đại Đức Nguyên Thông có ở trước máy và có nghe được không? Nếu Đại Đức Nguyên Thông đang có mặt ở trước máy, xin Đại Đức Nguyên Thông có thể cho đáp án câu trắc nghiệm số 3. Dạ, mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 3. Theo Phật học thì câu nào sai đây được xem là chính xác? A. Trước khi Đức Phật ra đời, đã có những đạo sĩ tu và chứng đắc các tầng thiền, như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, v.v. B. Khi Đức Phật ra đời thì Ngài cũng giảng giải sự tu tập các thiền chứng, thiền sắc giới và thiền vô sắc. Ngài cũng giảng giải và Ngài cũng dạy thực hành. C. Chỉ có bậc toàn giác mới có thể dạy rõ về án xứ nào là biến xứ. Phải có những án xứ không là biến xứ, mà có những án xứ là biến xứ. Và các vị đạo sĩ khác có thể tu, có thể đắc chứng, nhưng mà các vị không biết rõ và không biết rõ hoàn toàn là như là ở đây Đức Phật dạy 10 án xứ chẳng hạn. Đây là cả ba câu trên được chính xác. Mời quý vị trả lời và kính thỉnh
để Đức Nguyên Thông qua kiểm tra đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông, con xin tuân lệnh sư phụ cho đáp án cho câu trắc nghiệm số 3, hỏi rằng theo Phật học thì câu này, câu nào sau đây được xem là chính xác? A. Trước khi Đức Phật ra đời đã có những đạo sĩ tu và chứng đắc các tầng thiền. Câu A này là rất là đúng, là bởi vì trước Phật, khi mà Đức Phật xuất gia thì lần đầu tiên đó thì ngài gặp có hai người đạo sĩ, những người đó là ông Alara và Nataputta. Ông Alara thì ông chứng được 7 phần 7 tầng thiền, và ông Nataputta thì ông chứng được 8 phần 8 tầng thiền. Và Đức Phật đã tu học với những vị này, nhưng mà sau khi tu học một thời gian rất rất ngắn thì ngài đã trình độ ngang ngửa với họ, và họ đã mời ngài ở lại để giảng dạy đệ tử. Và ngài thấy rằng 7 tầng thiền đó, tức là 4 tầng thiền của sắc giới và 4 tầng thiền của vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Những loại tầng thiền này là không đưa đến cái giác ngộ, mà bởi vì nó vẫn còn cái ngủ, cái phiền não tùy miên trong đó, cho nên ngài mới đi tự mình ra đi. Và sau đó thì ngài bỏ ra 6 năm tu hành và chứng đắc cái đạo quả ngay tại cội cây Bồ Đề ở bên Ấn Độ, mà bây giờ chúng ta qua bởi chỗ cái Bồ Đề đạo tràng đó. Câu B là khi Đức Phật ra đời thì ngài cũng giảng dạy sự tu tập các thiền chứng sắc và vô sắc. Dạ, cái điều này thì con không thấy ngài giảng dạy từ chỗ nào, nhưng mà tất cả những tỳ kheo của đệ tử của Đức Phật thì đã chứng đắc những tình thiền đó, thì con nghĩ rằng do nhờ Đức Phật giảng dạy thì họ mới chứng đắc được. Vì vậy cho nên con cho rằng câu B là đúng. Câu C, chỉ có Phật toàn giác mới có thể dạy rõ về án xứ và biến xứ. Thì theo cái bài học này thì chúng ta thấy rằng và khi mà chúng ta học thì chúng ta thấy trong thế gian thì có những người như là Thanh Văn Phật là đệ tử từ sơ thiền từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, rồi cái bậc cái đó là Thanh Văn Phật, rồi cái đó là Bích Chi Phật. Là Bích Chi Phật tức là những người chứng đắc đạo quả, tức là Phật độc giác đó. Đó thì tại sao chỉ có Phật độc giác mà ngài không có khả năng mà giác giảng dạy người khác? Là bởi vì họ là cái người có khả năng tự mình chứng đắc, nhưng mà không có được hoàn toàn để có thể tạo nên một cái giáo hội và giảng dạy rõ ràng như là Đức Phật toàn giác. Vì vậy cho nên khi mà ngài Xá Lợi Phất đó, ngài giảng dạy hai người học trò mà 4 tháng qua không đi đến đâu hết, là tại vì những người này là những người thường thường trước đó đó, họ là chuyên viên làm nữ trang, cho nên họ gần hột xoàn kim cương, là dân thanh tịnh, cho nên bảo họ quán tử thi họ quán không ra. Thành ra có những trường hợp vậy, cũng như trong trường hợp là cô Upalavana là một người tất cả cơ thể trong cô ta đều đẹp tuyệt mỹ, không có cái gì mà xấu xa hết, mà bảo cô quán cái thân bất tịnh thì cổ thấy không thân của cổ không bất tịnh đó, thành ra cổ không được. Nhưng mà sau cùng rồi đó, rồi cổ nghe người ta kể lại là có một người đàn bà đó vì cái tình yêu rồi có cái gì đó có cái sự mà sau này cô đó cổ lấy cái người chồng, mà người chồng đó là người trai của bà ra đó, đó là kiếp trước bà Upana. Rồi sau này người chồng đó thì lại là có lấy một cái người vợ bé, thì mà người vợ bé đó là người con gái đầu lòng của cô ta, cho nên cổ lúc đó cổ mới là chán ngấy cái vụ tình yêu và dâm dục, và nhờ vậy về chạy cổ chứng đắc. Và kính thưa sư phụ và toàn thể đạo tràng, thì có nhờ chứng đắc đó thì cũng nhờ cái bà Khê Má,
Bà Khe Ma là một người hoàng hậu của ông Bimbisara, ông vua Tịnh, ông vua Tịnh Phạn đó, và ông vua đó có một bà vợ là Videhi, và sanh ra sanh ngài Ajatasattu là Đề Bà Đạt Đa, nên là hai người đàn bà Khe Ma và Khe Ma, và hai người rất là tài giỏi về thần thông và trí tuệ. Và vì cho nên là khi mà Đức Phật thấy bà Khe Ma như vậy mới lại bảo muốn cho người ta biết rõ cái tài năng của bà Khe Ma. Cho nên Đức Phật đã nói với bảo ngài Sa Di Phất hãy thử xem cái, đã hỏi xem, thử xem cái khả năng của bà Khe Ma. Thì Đức Phật, ngài Sa Di Phất đã hỏi bà Khe Ma nhiều câu hỏi, hình như là khoảng 10 câu hỏi. Và sau khi trả lời 10 câu hỏi thì ngài Sa Di Phất nói rằng cái khả năng tài năng của bà Khe Ma là có thể nói là không thể nghĩ bàn. Thì trong cái phái nữ thì bà Khe Ma coi như là số 1. Thì sau này cả bà Uplayavana thì đắc chứng đắc, thì Đức Phật cũng khen tặng hai người này. Vì vì vậy cho nên là chỉ có cái bậc toàn giác, câu C đó chị nói, chỉ có bậc toàn giác mới có thể dạy rõ về án xứ và thế nào để biến xứ. Và do đó con thấy rằng câu A, câu B, câu C đều là trả lời cho cái câu trắc nghiệm số 3 là theo Phật học thì câu nào sẽ đi được xem là chính xác. Thì thưa sư phụ, đó là câu A, B và câu C. Do vậy con thấy là Phật tử rất là tuyệt vời, là gồm có anh Pháp Lữ, Hoa Nguyệt, Châu Phan, Diệu Giác, Phong Lan, Kim Anh. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao mai cho sư phụ và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Dạ, xin trường Nguyên Thông. Thưa quý vị, khi mình nói về thiền sắc và thiền vô sắc thì Đức Phật có dạy, ngài có dạy trong rất nhiều trường hợp. Ví dụ như là về tám giải thoát hay về tám tháng xứ mà chúng ta học, đó là cũng có dạy. Hay là trong Bát Chánh Đạo Chánh Định Đức Phật có dạy. Rồi về thiền sắc và thiền vô sắc Đức Phật có dạy. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddhadharma. Kính trưng chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích. Sa thú lành thai. Con Khe Ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã an tâm thanh tịnh thính pháp. Cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ hương viên hành trợ hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc tâm thượng lạc Phật sự viên thành. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn các tường trong chánh pháp.